Đấy chưa? Cái thanh số 5 này đúng không? Đấy, thanh số 5 đây, bây giờ vẫn 32 thanh đúng không? Thì mình lại chọn lại number with spacing. Thì lần sau nếu mà vẽ cầu thang nhá, mọi người thấy có cái bảng thống kê thép rồi, hoặc là cái thằng cái ông kỹ sư ông ấy tính toán kết cấu, ông ấy đã liệt kê ra số thanh rồi, hoặc là mình có thể bấm qua máy tính mình nháp ra nháp đúng không? Mình số thanh rồi đúng không? Mà mình bố trí đấy, ví dụ cái này nó là 3 mét chẳng hạn, mình thấy là từng này thì được bao nhiêu thanh thì bao nhiêu thanh thì hợp lý, thì chúng ta tính luôn, chúng ta nhập vào đây number with spacing đúng không? Số thanh là khoảng cách luôn đúng không? Chúng ta thấy 35 thanh hợp lý. Đấy, chúng ta ok luôn, apply. Chưa? Thế nó bị lệch ra ngoài này đúng không? Chúng ta di chuyển nó vào một tí. Thì cái lúc chúng ta nếu chúng ta chọn từ đầu ấy, chúng ta bây giờ anh di chuyển nó vào nhá. Anh di chuyển nó vào đây. Đây, mình có thể di chuyển một cách tương đối đây, anh cho nó bắt cho nó vào giữa giữa cái thanh này này. Đấy, như này được chưa? Là đẹp nhá. Tiếp theo chúng ta xem cái thanh này nó đã được chưa? Cái thanh chạy dài này này. Đấy. Thì buổi sau mình hướng dẫn mọi người lọc thép đi nhá, để này lặng lắm. Bắt đầu hướng dẫn mọi người trình bày lọc lọc thứ rồi là lọc VG. À lọc 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 các cái section được chưa? Chứ để này lặng lắm. Thì nếu mà trong trường hợp mọi người thấy cái này khó quan sát đúng không? Có vấn đề gì đâu, chả sao cả. Mọi người quét cho mình như này. Quét này này. Được chưa? Quét này xong rồi chúng ta làm sao? Kính nhá. Được chưa? Isolate element nhá, làm việc với lại cái cấu kiện này thôi. Isolate element. Được chưa? À, dễ nhìn chưa? Thích nhìn nào nhìn. Thì chúng ta để ý thấy ở đây cái thanh này của chúng ta nhảy vẽ này là đúng rồi đúng không? Cái thanh này, thanh thép theo chiều này này thì nó vẽ vào đến đây là được rồi, ok chưa? Đấy. Thì chúng ta vẽ đẹp rồi, nhìn thép nó cũng rất là đẹp. Đây là cái thanh này đúng ra nó phải xuống một tí nữa này. Nó vẫn đang bị chiếm chỗ vào cái thanh bên trên này này. Đúng không? Thì cũng không sao cả, kệ nó. Chưa? Thì để thoát ra thì chúng ta reset nhá. Reset đi. Chưa? Đấy. Đấy, tôi vào lại cái mặt này nhá. Mọi người xong chưa? Đấy. Thế bây giờ chúng ta được cái như này rồi, cho chúng ta vào cái đấy, nếu mà nhanh mình hướng dẫn mọi người trình bày luôn các cái thứ này đây, được cả cái mặt bằng này luôn. Ừ, vẽ hết luôn mà. Rồi đấy, chúng ta vẽ luôn cái bảng này. Bây giờ chúng ta vào cái gì ban đầu nó cũng phải chậm chậm tí, đi từ từ đúng không? Đây chúng ta vào mặt bằng cái cấu tầng 2 nhá. Đấy. Chưa? Bây giờ chúng ta vẽ một cái section qua đây. Đấy. Vẫn chi tiết cột hàng nhá. Kéo cái này lại. Chưa? Thì mọi người nhớ nhá, chúng ta hoàn toàn có thể đặt tên cho nó. Đây chúng ta có thể kích vào cái này đặt tên, hoặc là vào trong này đặt tên được. Kích vào cái này đặt tên, hoặc là vào trong này đặt tên luôn, vào trong này. Được chưa? Kéo cái này xuống này, kéo cái này lên này. Mọi người đặt tên nó là mặt cắt 22 cũng được. Mặt cắt 1, mặt cắt 22. Tôi đặt tên là mặt cắt 22 nhá. Nếu mà trong một cái dự án mà chúng ta có nhiều cái mặt cắt màu 1, nhiều mặt cắt 22 ấy, thì mọi người thêm chữ mặt cắt cầu thang 11, mặt cắt cầu thang 22, được chưa? Đấy. Thì trong trường hợp này chúng ta thử ra xem được nhá. Caps lock này, mặt cắt 2 gạch 2, được chưa? Nếu mà nó báo trùng thì mình phải đặt cái khác. Đấy, bây giờ chúng ta còn một cái nữa, chúng ta đặt nó là mặt cắt màu 1 nhá. Chi tiết cầu thang này. Đây. Đấy, section 5 nhé, F2 nhé. Mặt cắt
1 1 được chưa? Đấy nhá. Rồi. Kéo này xuống. Vẽ theo nhá. Bây giờ chúng ta có cái thanh số đây, số 9 này, phi 10 100. Vibe này. Đấy, cây T này. Mọi người muốn vẽ nhanh thì mọi người cứ tự vẽ đi. Đây, song song mặt phẳng làm việc này. Đấy, phi 10 này. Được chưa? Phi 10 A 100. Đấy, number with spacing. Phi 10 A 100. Đấy, chúng ta muốn nó chính xác luôn thì chúng ta hoàn toàn có thể chọn luôn số thanh. Thôi tôi cứ chưa biết chính xác, tôi cứ chọn là 5 maximum spacing. Được chưa? Apply, đặt tab vào đây. Đấy. Đặt sát vào đây. Được một cây. Chưa? Chỉnh sửa sau. Tiếp theo này. Chúng tôi còn cây số, chúng tôi được cây số 9 rồi. Chúng tôi vẽ cây số 10. Tôi vẽ cây số 10 này. Phi 10 A100. Cây số 3, cây số 4 này vẽ sẵn được, bởi vì nó cùng nhau, nó giống nhau. Kệ nó. Số 10. Cứ vẽ số 10 là cây T đi. Vẫn maximum spacing. Đặt lên đây, sát vào đây. Chưa? Đấy. Tiếp theo này. Tiếp theo tôi có cây số 3. Số 3 cũng là cây T. Phi 10 A200, đâm thẳng vào. Đấy, đâm thẳng vào thì phải chọn cái này. Chưa? Vuông góc lớp bê tông bảo vệ. Phi 10 A200, phi 10 A200 này. Apply. Đấy, đặt nó sát vào đây nhá. Đây, nhìn này, phi 10 này. Thì mọi người nhớ nó là cây T nhá. Đấy. Đặt làm sao cho nó nằm trên cái này tí. Chưa? Tiếp theo chúng ta còn cây bên trên đúng không? Cây bên trên là cây số 4 này, phi 10 A200 này. Cây M17A. M17. Đây M17M này, quên. Đấy, cây C nhá. Phi 10 A200. Chúng ta đặt nhảy đúng không? Nó đang bị nhảy đúng không? Thì có hai cách nhá. Nếu mà nó bị như này ấy, thì mọi người có phải là cái này nó đang bị ngược đúng không? Đang, cái tiết diện nó đang bị quay dưới này không? Thì nếu mà nó nhảy thì mọi người già cho nó lên trên này. Đấy. Thì nó quay lên trên. Dưới nó quay lên dưới. Thì chúng ta già lên trên cho nó quay lên trên. Được chưa? Đấy. Kích chuột. Được chưa? Đấy. Nhá. EC thoát lạnh này. Được chưa? Đấy. Tiếp theo chúng ta chỉnh sửa này. Chúng ta có cái cây này nó như này được không? Hai cây này như này. Đấy. Chúng ta chỉnh cái này nhá. Edit sketch này. Mọi người làm tương tự nhá. Kéo nó xuống đây. Được chưa? Thì mọi người nhớ cái chỗ này chúng ta kéo nó một cách tương đối thôi. Chúng ta cắt ra một đoạn để tí nữa đoạn này cây cây này để kéo xuống. Chúng ta dùng đường line này vẽ nó xuống đây. Vẽ nó xuống đây chúng ta lại cách ra khoảng 20 nhá. Đây nó là 100 bao nhiêu? 130 đúng không? Chúng ta cách 110 thôi. Để tí nó vẽ thép dầm cho nó đẹp. Chưa? EAC nó lạnh này. Trên này nó kéo vào đây đúng không? Mọi người nhìn ở trên này này. Thì nó kéo vào đây. Đấy. Nhưng mà ấy, mọi người để ý nhá. Cái bản thang và cái sàn này của chúng ta này. Sàn này của họ thì là sàn dày 100. Kiểm tra lại. Sàn dày 100, đúng không? Nhưng mà cái bản thang này nó là bản thang 120. Được chưa? Thì chỗ này phải khi vẽ là nó phải nhảy mới chuẩn đúng không? 100 với 120 nó bị thừa ra một tí nhảy đúng không? Còn cái thằng này nó vẽ nhảy là không đúng. Kệ nó. Không sao cả.
thì cái thép này bây giờ mà nó phải ăn lên trên này cơ. Thì bây giờ chỗ này nếu mà vẽ như này là nó không đúng, thì lớp bê tông bảo vệ này vẽ thép này nó chui ra ngoài mất. Thì bây giờ để mà vẽ được ấy, chúng ta phải di chuyển thép này lên trên một tí. Yeah, chúng ta di chuyển nó lên trên một tí thì mới được. Đấy. Xong chúng ta kéo lên đây này. Đúng không? Chứ nếu mà chúng ta để nó ở dưới này ấy, thì vẽ thép qua đây thì kéo qua là nó ăn ra ngoài này. Chúng ta vẽ đường line này. Bắt vào đây hoặc là đây chúng ta bắt vào đây trước. Xong chúng ta dùng lệnh chim sau cho nó chính xác. Thì đây chỗ này nó ăn đến đây đúng không? Nó ăn đến đoạn dầm này là hết. Đấy, thì chúng ta có thể vẽ ở đây một cách tương đối thôi. Đây. Chúng ta giống với cái cột bên trên này luôn. Chỗ này có cái gì đây? Đây, đến tầm này thôi. Chờ. Đấy. Mình chim lại nhá. Chờ. Nhảy được không? Philip nhá. Này nó vẫn hơi hơi rồi đấy nhưng mà không còn cách nào cả. Tiếp theo cái thanh này chúng ta phải di chuyển nó lên. Chúng ta dùng cái mu này di chuyển lên một tí. Chuyển xuống. Đấy, thì bây giờ vẽ như này thì nó hơi xa lớp bê tông bảo vệ đúng không? Nhưng không còn cách nào khác cả. Bởi vì hai cái bản thang này nó lệch nhau mà, thì nếu mà về mặt lý thuyết thì chúng ta vẽ này là mà sát vào đây là sai. Còn nếu chúng ta bẻ thép này cũng được, không thì trường hợp khác là chúng ta phải bẻ chỗ này. Đấy, chúng ta có thể hoàn toàn có thể bẻ được thép đoạn này. Đây vẽ đây này, xong bẻ xuống đây. Đấy. Thì cách đấy cũng được. Thì mọi người có thể chọn một trong hai cách. Đây thanh. Đây, tương tự cái thanh này nhá. Đây, thanh này tôi cũng edit sketch này. Được chưa? Đấy, nó ăn đến đây, nó vào đây. Tôi kéo nó lên đây một tí. Đấy, kéo lên cho nó giống với cái đường bên trên này này. Mọi người nhìn thấy nó đang giống nhá. Đấy, vẽ đường line này. Bắt vào đây dấu x này. Kéo nó vào đây. Đây, gióng nó vào đây. Chờ. Đấy, xong nó bẻ xuống đây đúng không? Thì chúng ta có thể bẻ một cách tương đối. Đây, 60 là vừa này, 60 là đẹp đúng không? Đấy. Thanh dưới này cũng thế nhá. Dưới này nó cũng đi xuống ở đây. Thì mọi người lại kéo, cầm cái này kéo xuống đây này. Cho nó ăn vào đây này. Đến đây dừng lại đúng không? Đấy, vẽ đường line nhá. Bẻ xuống đây. Đây cho nó giống nó bằng cái này được. Chưa? Giống một cách tương đối là nó tương đối bằng nhau là được. Philip nhá. Đấy. Thì chúng ta được cái thanh thép như này. Chưa? Chỗ này tại sao tôi lại bảo mọi người vẽ thẳng này? Nếu mà mọi người chỗ này mọi người gập một tí chỗ này gập đây thì lần đoạn này nó cái thanh thép nó bị biến đổi đến lúc chúng ta thống kê nó phức tạp. Mọi người hiểu ý mình không? Chỗ này nhá, nếu mà mình để giữ nguyên đoạn này đúng không? Xong mình bẻ gập lên đây. Thì tự nhiên đoạn này nó lại thêm một cái. Đoạn này nó sẽ thêm một cái D nữa. Tức là A, B, C, D. Đấy. Thêm một đoạn nữa. Thì nó thống kê nó phức tạp. Chúng ta vẽ này cho nó thống kê cho nó dễ. Được chưa? Đấy. Tiếp theo nhá. Chúng ta có thanh này. Đấy. Thì chúng ta thử đếm xem là bao nhiêu thanh nhá. Chỗ này nó có bao nhiêu? 2 này, 4 này, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18, 20, 22 thanh. Trên này có một thanh nữa, kệ nó, trên này không bố trí được đâu, trên này mình phải bố trí riêng 22 thanh nhá. Trên dưới có 22 thanh. Thì ở đây chúng ta có 23 thanh. Thì chúng ta thừa một thanh đúng không? Đấy, number with spacing nhá. Number with spacing. Được chưa? 22 thanh nhá. Apply. Chưa? Đấy. Apply xong rồi nó bị chui. Đây của nó là đến đây đúng không? Như này đúng không? Chúng ta di chuyển nó lên. Đây, chúng ta di chuyển nó làm sao cho nó thẳng thẳng nha này. Nó song song với cái đường nha. Được chưa? Có nó lên đoạn này. Mình cũng tương đối thôi. Đây. Đây, cho nó sát sát vào cái lớp bê tông bảo vệ này. Đây của nó đây cái lớp bê tông bảo vệ của cái bàn thang này. Đến đây là hết này. Được chưa? Cái thanh này cũng number with spacing 22 thanh. Apply. Được chưa? Thì mình cũng di chuyển nó một cách tương đối như này. Mọi người di chuyển làm sao cho nó chuẩn một tí. Đây nó đang bị nằm ở giữa thanh này này. Chúng ta di chuyển một đây như này. Cho nó xuống một tí. Đúng cái di chuyển này. Đây. Đấy, cho nó hợp lý một tí là được. Xuống tí nữa. Đấy, được chưa? Cái đẹp rồi nhá. Tương đối. Tiếp theo nhá. Ở đây mọi người nhớ ở đây chúng ta còn hai thanh. Chúng ta ở đây còn một thanh thẳng này và một thanh này nữa. Thì bây giờ nó bị lẻ như này. Thì chúng ta phải bố trí riêng. Thì chúng ta lại re ba. Chưa? Re ba. Chúng ta chọn cái thanh MT M00 này. Được chưa? Chúng ta bố trí một thanh ở đây. Chúng ta đặt một thanh đây. Chúng ta vẫn phi 10 thôi, nhưng mà chúng ta chọn single thôi. Single chứ là chỉ chọn một thanh thôi. Được chưa? Phi 10 này. Đấy, đặt một thanh ở đây. Chúng ta cũng đặt một cách tương đối thôi. Đấy. Tiếp theo nhá, chúng ta còn một thanh ở bên trên nữa. Thanh này này. Thanh này nó sẽ là thép mũ. Cây M đúng không? M17 ấy. M17 đây. M17M đây. Được chưa? Thì chúng ta cũng single đúng không? Chúng ta đặt một thanh ở đây. Đấy, mọi người nhớ nhá, mọi người di chuyển cái này về đâu thì nó sẽ cái tiết diện nó sẽ quay xuống đấy. Đấy, chúng ta cần ở trên này đúng không? Chúng ta di chuyển về đây. Đặt vào đây. Chưa? Thoát lạnh này. Di chuyển nó xuống một tí. Sang lên tí. Rồi, nhá. Chưa? Đấy, bây giờ chúng ta muốn kiểm tra nó chuẩn chưa thì chúng ta lại quét chọn thôi. Filter này, check lăn, sắc chào đi ba. Ok. Cho nó hiện là 3D kiểm tra thép. Ok nhá. Chưa? Đấy. Tiếp theo. Tiếp theo chúng ta vào 3D kiểm tra thép xem nhá. Xem chúng ta vẽ đúng chưa. Thế bây giờ để dễ quan sát thì chúng ta lại quét chọn cái cầu thang này thôi. Đây, mọi người có thể quét cả như này cũng được. Không sao, đây, quét như này nhá. Tôi quét như này. Đấy, được chưa? Isolate element. Kệ nó cả cái khác cũng được, chúng ta quan tâm cái cầu thang này thôi. Thì chúng ta để ý xem nó vẽ đúng chưa. Nó thể hiện đúng theo ý chúng ta chưa. Đấy. Thì mọi người để ý ở đây thấy hợp lý tương đối rồi đúng không? Như này là tương đối được rồi. Cái thanh ở đây chúng ta quét thiếu nên nó chưa hiện ở đây. Kệ nó. Có một thanh đây nữa, hai thanh. Đấy. Giờ mình reset nó lại nhá. Reset. Đấy. Vào lại đây. Được rồi.
Cái dầm chấm nghỉ này thì chúng ta bố trí thì tương tự thôi. Chúng ta có thể dùng extension là thủ công được. Thì nó cũng đơn giản là chúng ta dùng thủ công được. Đây dầm chấm nghỉ đây. 3 phi 18, 2 phi 18. Được chưa? Phi 6 là 150. Đấy, chúng ta có 5 phi 18. Thế bây giờ chúng ta bố trí luôn đây nhá. Chúng ta reverse này. Đấy. Thì mọi người có thể phân vùng thép luôn hoặc tí phân vùng cũng được. Thì tí nữa nếu mà ấy thì mình dạy mọi người phân vùng thép sau. Được chưa? Đấy, trước khi vẽ thì tôi muốn kiểm tra lại một lần nữa xem cái thép này nó đã trùng cái thép trên này chưa. Tôi thử tăng thép xem cái thang này nó thành bao nhiêu. Thanh này là thanh số 23 22. Được chưa? 23 22 nhá. Tôi xem mặt cắt 11 này. TG 16 15. Như vậy là hai cái thanh thép này nó chưa trùng nhau so với cái thanh ở dưới này là không đạt yêu cầu. Tôi tắt 3D, tôi tắt cái mặt này đi. 1 2. TG này. Thanh này phi 10 là 200. Bên đây. 22. 15. Cái thanh thép này nó không trùng nhau đúng không? Chứng tỏ cái bản thang này tôi vẽ chúng ta vẽ sai đúng không? Đây chúng ta vào lại cái mặt bằng kết cấu tầng 2 này. Tôi cho to lên nhá. Thì mọi người chỉnh cái view rain này. Mọi người chỉnh cái view rain này cho nó nhìn thấy cái bản thang này đi. Đây này. Vào cái view rain này này. Ở cho chỉnh cái này cho nó âm mét rưỡi. Không phải ok. Để cho nó nhìn thấy cái bản thang này. Đấy. Ok nhá. Thì chúng ta thấy chúng ta sẽ dim cái này, chúng ta thấy như chúng ta vẽ cái bản thang bên này rộng hơn là sai. Nó phải là 1420 đúng không? Đây. 1420 đúng không? 1200 cộng 220 này. 1220. Thì chỗ này chúng ta vẽ 1530 đâm ra nó dài hơn là đúng rồi. Nó dài. Tôi edit sketch nhá. Edit boundary. Tôi cứ chỉnh cái này lại á, cho nó là 1420.